Để bắt quả tang tụ điểm đá gà ăn tiền này, cơ quan công an đã phải đi bộ hơn 2 km mới có thể tiếp cận được. Chiều ngày 27 tháng 4 năm 2023, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa đưa 24 người tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền về trụ sở làm việc. Vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với cơ quan liên quan ập vào một tụ điểm đánh bạc với hình thức đá gà tại khu đất thuộc phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh. Tại hiện trường, lực lượng công an đã bắt quả tang 24 người đang tụ tập tham gia đá gà ăn thua bằng tiền. Tang vật tạm giữ tại hiện trường gồm 5 con gà, 4 cặp cửa sắt, 1 cân đồng hồ, 17 điện thoại di động và hơn 51 triệu đồng tiền mặt. Công an cho biết tụ điểm đá gà này được xác định là do Bùi Văn Cọp, 47 tuổi, ở phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh tổ chức. Tụ điểm đá gà ăn tiền này nằm trong khu đất cách đường lớn khoảng 2 km và chỉ có thể đi bộ, nên tổ công tác rất khó tiếp cận. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.